Ở video trước thì gia đình mình đã có một buổi trải nghiệm ở chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ. Thì theo mình cảm nhận ấy, khi mà có thể tham quan được chợ nổi Cái Răng ấy thì mọi người sẽ được hiểu hơn về văn hóa của vùng miền. Và thế nữa là được trải nghiệm cái cảm giác mới mẻ khi mà được làm các cái hoạt động nhưng mà lại ở trên mặt nước ấy. Thì trải nghiệm ở chỗ nổi Cái Răng là một trải nghiệm khá là hay mà mỗi người nên thử một lần khi mà du lịch Cần Thơ. Sau Cần Thơ thì điểm đến tiếp theo của gia đình mình đó chính là vườn quốc gia U Minh Hạ thuộc khu vực của Cà Mau. Thì cũng giống như vườn quốc gia Tràm Chim thì ở đó sẽ có một cái hệ sinh thái về thực vật rồi động vật nó rất là đa dạng. Và khác với Tràm Chim nó sẽ có nhiều các cái động vật khác. Và trên đường mà đi tới vườn quốc gia U Minh Hạ thì gia đình mình có đi qua Bạc Liêu mà gia đình mình sẽ ghé vào du lịch sau. Thì đây là một chút cảnh quan xung quanh ven đường mà mình muốn quay cho mọi người xem. Con đường mà tới vườn quốc gia U Minh Hạ thì trải đầy cây xanh luôn, vô cùng thoáng đãng, rộng rãi. Chưa cần phải vào tới vườn quốc gia mà mình đã cảm nhận được cảnh vật bên ngoài và trên đường đi nó đã rất là đẹp rồi ấy. Vậy nên là khi mà đi du lịch như thế này thì mình nghĩ là chúng ta cứ tận hưởng thôi. Tận hưởng những quãng đường mà chúng ta đi, nó đều sẽ có những cái vẻ đẹp mà có lẽ chỉ có một lần trong đời chúng ta được nhìn ngắm. Mọi người cứ đi theo chỉ dẫn và cho đến khi đi tiếp vào trong mà thấy một cái chòi nhỏ nhỏ như thế này. Thì đó là lúc mà đã vào đến vườn U Minh Hạ. Đường đi vào vườn thì vẫn đủ rộng để cho cả ô tô con vào. Mọi người cứ đi tiếp cho tới khi mà thấy căng tin ở đấy sẽ có cái chỗ đỗ xe. Mình giữa đường vậy rồi. Khỉ à? Khỉ. Giữa đường quay lại ngọc. Đây đang quay. Bố lại đi thôi. Khỉ à? Ôi, ăn chơi này. Té lại nhở? Cứ té đấy. Bố dừng lại. Giữa đường gặp khỉ nhá. Nó cả khỉ con đấy là nó bế con đây này. Nó còn ngồi lù lù giữa đường cơ. Cứ té hụt viên. Ây, ngủ thì phải xuống để thua này. Ây, các bạn. Đâu rồi, mặt khỉ đâu rồi? Đấy, nó trốn ở cây đấy. Ôi, nó điệu con nhìn hay nhở? Đây, con đang quay. Ô, con khỉ con dễ thương đấy. Hello. Hello. How are you? Hello. How are you today? Đúng là khỉ. Tao đầu với con khỉ nhỉ? Chắc là cứ lên đi. Nó nhìn thấy là nó tránh nhưng mà. Chứ bọn này nó khôn lắm, nó không. Đúng rồi. Như mọi người thấy ở đây là chính là căng tin của vườn quốc gia U Minh Hạ. Thì ở chỗ này vừa có chỗ đỗ xe, xong mình có thể ăn trưa luôn ở đây. Thì gia đình mình định là sẽ thuê xuồng hay ghe gì đấy để đi tham quan. Về giá thuê thì sẽ là tầm 400.000 một lượt tham quan, trong tầm 30 đến 40 phút gì đấy. Trong lúc chờ ăn trưa thì gia đình mình tham quan một chút. Thì khung cảnh xung quanh rất là yên tĩnh. Xong kiểu thời tiết thì khô ráo, mát mẻ, nhiều gió ấy. Chúng rất là dễ chịu. Không khuyến khích người huyết áp cao.
mạch. Đó. Đây trên này quan sát. Nhìn đi con. Nhìn dưới con. Mũ kia cẩn thận đấy các bạn, rơi mũ rồi lại với nhau, mũ thì nguy hiểm. Đi rồi, cứ xuống đi anh đấy, con đi xuống đi. Nói chung là không sợ độ cao nhau, thì không sao, nhưng sợ độ cao thì cũng hơi ghê. Rồi, bắt đầu đi xuống. Trên này nó cũng gió to đấy. Nó giống như lần trước mình đi đâu nhỉ bố nhỉ? Mình đi Vĩnh Thực à? Ừ. Xong rồi mình đứng ở cái đài quan sát Hải Đăng ấy nhỉ? Đúng rồi. Nó cao quá mới này, nó trơ trọi, nó gió to đấy. Nói chung là cảm giác nó cũng kinh kinh. Nhưng đấy đông người mình không ghê lắm. Hôm nay đi có mấy người cứ thấy ghê ghê. Sau này lại đi. Đi chuyển. Già hóa cáo nơi vẫn còn chơi giỏi. Chán chít. Cây gì? Quan sát đấy. Đây, xe đạp dùng để cho thuê để đi, mình không thuê thôi. Ở đây họ cấm quay bằng flycam. Lẩu chua lươn. Lẩu chua lươn à? Ủi lắm đấy. Lẩu chua lươn đúng không? Ủa sao có cả nguyên cả con lươn này á? Ủa to nhỉ? Ở đây thì canh lươn thì sẽ đun kiểu như lẩu này xong rồi cho rau và nhúng. Chén rồi. Còn đây là gà, gà hấp thì thôi, gọi là gà luộc nữa. Ăn được đâu mới đi. Cần xé ra xong mắm ăn cơm không? Cơm cháo. Cháo được con. Với gan ấy, chia nhau. Sau khi mà ăn trưa ở căng tin xong thì gia đình mình có nghỉ trưa thì đến tầm 3 giờ là xuất phát xuống ghe, ghe xuống. Trời ơi, tôi vẫn chưa phân biệt được. Để đi tham quan. Thì khung cảnh xung quanh tất nhiên rồi rất là mát mẻ, yên tĩnh. Và nhiều cây xanh chắc chắn rồi. Mình nghĩ là nếu mà mọi người không quen đi nhanh thì có thể bảo người lái người ta đi chậm một chút, không sao cả. Còn đâu bình thường thì người ta đi với tốc độ mà người ta hay đi ấy thì nó sẽ hơi nhanh một chút. Nếu mà mình muốn kiểu tận hưởng cảnh quan rồi tham quan, nhìn ngắm mọi thứ một kỹ hơn ấy thì mình cứ bảo người ta đi chậm lại thôi. Ui, xong vào đến đoạn này thì siêu nhiều bèo luôn. Mình sẽ có cảm giác khi mà ở ngồi trên đây ấy thì cảm giác nó sẽ hơi kẹt kẹt một chút. Nhưng mà không sao cả. Rồi nó sẽ đi lại được thôi. Ôi, đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy nhiều bèo như thế này. Siêu nhiều luôn. Và bởi vì mà ở đây người ta gần như là người ta không tác động gì đến thiên nhiên cả. Vậy những thứ mọi người ta đều để rất là hoang sơ tự nhiên như nó vốn có thôi.
Vậy nên là cái việc mà mình đòi hỏi người ta phải dọn dẹp sạch sẽ các thứ thì mình nghĩ là cũng không có đâu. Vì là người làm ở đây thì người ta sẽ chỉ kiểu như là trông coi thôi, trông coi rồi canh chừng động vật các thứ. Và như mình trải nghiệm ấy, thì ở khu này thì sẽ chỉ ngắm rừng cây là chính, chứ động vật thì không có. Mình nghĩ là khả năng cũng là vì gia đình mình đi vào buổi trưa ấy, nên là các con vật chắc là đi ngủ hết rồi. Với cả ở đây cũng toàn nước ấy, thì cũng ít con hơn là bên ngoài rừng kia, thì mình đã gặp khỉ ngay đường đi vào ấy. Khỉ đâu? Đây khỉ đâu? Cứ lên bờ đi. Đường vào có khỉ. Hả? Lấy tay lân vào anh ơi, lấy tay lân vào cái ấy. Lân vào cái gì? Lân vào cái nếu mà ra thì đẩy đẩy ra một tí rồi. À. Cứ lên bờ xong tháo nó ra cũng được con. Cứ bình tĩnh. Anh Ngọc ơi cầm cái này của con đi. À, cứ bình tĩnh ngồi yên đấy để chú ấy. Vào đã. Cứ yên đấy. Thanh Liên chán thế nhỉ? Bình tĩnh. Ôi giời ơi, con chị để húc đến đến con em húc mày đổi mũ đấy. Chán thế nhỉ? Sợ cái gì mà sợ? Ơi. Mình nghĩ là nếu mà xét về độ thú vị khi mà tham quan thì chắc là Tràm Chim sẽ hơn U Minh Hạ một chút. Bởi vì ở đấy là mình sẽ được gặp nhiều loài chim hơn. Hơn nữa là hôm đấy cũng đông người hơn nữa nên là mình đi cũng thấy vui hơn ấy. Ở đây thì chủ yếu là rừng cây và khi mà mình đi tham quan thì sẽ trải nghiệm sự mát mẻ là chính. Và ngắm cây xanh, ngắm bèo, trôi, thế thôi. Và mọi người biết là trên đường đi ra nhà mình lại gặp gì không? Đây gọi là bố khỉ đấy. Này. Có kìa, cái ba chàng. Ôi, nó lấp đó ở ba chàng kìa. À. Có cho nó ăn hạt bí không? Không, nó không ăn được đâu. Ăn Hello, thì... Bè. Hello, lấp đó, lấp đó. Ôi, Thanh Liên. Kìa, nó kìa, con ngồi giữa chạc kìa, tông cũng trắng thếu kìa. Đây, ngay dưới đất này. À. Đừng lo, nó cướp cả đấy.
bố cháu nó cướp điện thoại thì cô nó truyền nhau thì cướp khỏi. Điện thoại thôi cho mày luôn. Mày xứng đáng vì mạng xứng đáng. Ủa, không nhìn thấy lại. Chỉ vẫn tưởng cho ăn hay sao? Điện thoại bố quay nét nhỉ? Làm sao? Thế bây giờ như nào? Ở con đây con đừng ấy. Nó tưởng cho nó ăn đấy con. Nó đang nhìn hau háu. Kẹo gì? Có kẹo sô cô la. Đâu? Ôi trời ơi, mọi người nhìn nó kìa. Hóa ra khỉ đu dây là có thật đấy mọi người ạ. Nó đu hẳn luôn, nó trèo lên đây hẳn luôn, nó không sợ cái gì hết. Mày định đáp tao à? Trong cái này nguy cơ đáp mày. Bố đứng gần nó được không? Hả? Bố đứng gần nó được không? Con quay cho nó dễ. Ăn sô-cô-la dính răng chít mày. Về được có đau bụng mà được. Chống mặt đẻo. Mà lem mà lem. Đâu chán. Kia mà đấu cái chơi. Nó đang nhìn á. Kia mà đấu cái chơi. Châu nhìn mỗi thằng ăn chán. Thằng này dũng cảm hết. Kia cả. Bởi vì là khỉ hay được cho ăn ở lối đi vào vườn ấy, nên là nó rất hay ngồi chỗ đấy. Nếu như mà mọi người muốn cho khỉ ăn thì trước khi vào vườn có thể mua các cái loại trái cây để cho nó ăn cho nó đảm bảo nha. Vì gia đình mình quên không mua hoa quả mọi người ạ. Chỉ có mấy viên sô-cô-la nên là thôi cho nó ăn nốt. Chứ thật ra là cũng không nên cho khỉ ăn mấy cái đồ ngọt quá. Vì có thể không hợp với thể chất của nó thì có thể gây bệnh ấy. Sau vườn quốc gia thì gia đình mình về trung tâm thành phố để nghỉ ngơi thôi. Và mình quay cho mọi người một chút về ven đường xung quanh đây. Rất là nhiều hoa. Nhiều hoa nha. Sau khi mà tìm cũng khá nhiều nơi thì gia đình mình nghỉ ở chỗ này. Thì đây là gọi là nhà khách Ken. Ở đây thì bên cạnh khách sạn thì còn có dịch vụ ăn uống, cà phê rồi karaoke. Thì đây bên trong rộng nha. Thì để xe ô tô thoải mái. Đây là đây tầng 2 thì mình nghĩ là để ngồi uống cà phê chăng. Còn đây, chỗ này là để xe máy riêng. Chúng là chỗ để ô tô, để xe máy đều đủ cả ấy. Đây, mình quay cho mọi người một chút về phòng nhà mình sẽ ở. Thì đây cũng là phòng 2 giường, 2 giường đôi, tầm 400 nghìn thôi. Chúng là cũng rộng rãi, tiện nghi đủ và giá hợp lý. Chỗ này thì cách trung tâm... cách quảng trường Cà Mau chỗ mà bắn pháo hoa ấy, tầm 1 cây. Đây. Đây là kia TV ở phòng khách sạn. Bích quay rồi. Diện tích tường rất to nhưng mà TV rất bé. Bích quay rồi. Kệ Bích. Có. Do là buổi tối cũng hơi ngại đi tìm quán ăn vì ở đây khá là đông ấy, nên là trên đường đi tới khách sạn thì gia đình mình đã mua tôm, tôm càng xanh hay tôm gì đấy. Chung là tôm ở Cà Mau rất là to. Và theo mình cảm nhận thì ăn cũng khá là ngon. Dùng to này nên là thịt rất là dày. Chấm với muối tôm, nói chung là các loại muối ấy. Gia đình mình thì chấm muối mua ở chợ nổi Cái Răng. Còn tôm thì nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, đã nấu giúp cho nhà mình luôn. Và món cuối cùng trong ngày hôm nay của gia đình mình là món miến mì này đây. Thì cơ bản là ăn xong tôm vẫn còn còn bụng để ăn những cái khác ấy. Vì nhà mình đã mỗi người ăn một hộp mì như thế này cho nó no luôn.
Ôi càng về cuối video càng nhiều đồ ăn ấy. Xong mì thì đến buổi tối gần đến giao thừa thì gia đình mình lại ăn dưa hấu mua trên đường. Nhưng dưa hấu này là loại không hạt, rất là ngọt nha. Gia đình mình ăn thế xong rồi đến lúc chờ cho đến tầm nửa đêm để đón giao thừa thôi. Cũng bởi vì nghe người dân ở đây bảo là ở quảng trường để đón giao thừa rất là đông, nên là nhà mình đã quyết định là sẽ ở khách sạn và hòa chung không khí đón giao thừa trên cả nước với chiếc TV siêu nhỏ của khách sạn.